kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch SPF 50 có kết cấu dạng kem lỏng, giúp thấm sâu và hấp thụ nhanh vào da. Kiểm soát lượng bã nhờn, không gây đổ dầu, giảm bóng dầu cho da. Kem không chứa paraben, không silicon, không gây mụn và dị ứng, an toàn tuyệt đối ngay cả với những làn da nhạy cảm khó chịu nhất. La Roche-Posay là một trong những thương hiệu dược mỹ phẩm về điều trị và chăm sóc hàng ngày cho da hàng đầu tại Pháp. Đây là tập đoàn con của công ty L'Oréal đình đám. La Roche-Posay luôn mang lại cho người sử dụng vẻ đẹp tự nhiên và rất an toàn với thiết kế chuyên biệt dành riêng cho da nhạy cảm. Với sản phẩm tuyệt đối chất lượng, quy trình bào chế nghiêm ngặt được giám sát gắt gao qua từng khâu kiểm định. La Roche-Posay là thương hiệu được hơn 25.000 chuyên viên da liễu khuyên dùng. Hiện nay, La Roche-Posay đã trở thành một trong những cái tên được các bác sĩ chỉ định điều trị riêng cho làn da nhạy cảm và kích ứng. Công dụng của La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch SPF 50 kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch SPF 50 gồm nhiều màng lọc tia UV có quang phổ rộng chống nắng tối ưu, bảo vệ da trước ngay cả tia UVA dài, tia hồng ngoại và tác hại từ ô nhiễm, góp phần ngăn chặn vấn đề về da như lão hóa sớm, đốm nâu, nám, kích ứng do ánh nắng và ô nhiễm, kiểm soát bã nhờn và mồ hôi, giúp mang đến một cảm giác sạch cho làn da đến 8 giờ. Kết cấu dạng kem gel thẩm thấu tức thì, mang lại cảm giác khô thoáng, không để lại vệt trắng. Cách dùng của La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch SPF 50. Cách dùng: thoa kem trước khi tiếp xúc với ánh nắng 20 phút. Lấy một lượng sản phẩm vừa đủ và chấm 5 điểm trên mặt trán, mũi, cằm và hai bên má, sau đó thoa sản phẩm theo chiều từ trong ra ngoài và trên xuống dưới. Đối tượng sử dụng: kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch SPF 50 phù hợp với da dầu. Tác dụng không mong muốn của La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch SPF 50: chưa có thông tin về tác dụng phụ của sản phẩm. Lưu ý của La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch SPF 50: sản phẩm chỉ dùng ngoài da, tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt. Trường hợp bị dính vào mắt cần rửa ngay bằng nước sạch, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.